Kính chào toàn thể anh em đã đến với kênh của Xuân Loa tiếp tục nhá. Tiếp tục đến với kênh của Xuân Loa thì vẫn như các điệp khúc cũ, đó là chia sẻ với anh em những đồ chơi audio và những cái đam mê. Trước em bán hàng trăm hàng nghìn cái USB rồi. Bởi vì USB của em là những cái USB nhạc, chứa những cái nhạc tuyển chọn dành cho những anh em chơi audio. Cho nên toàn nhạc tuyển. Nhạc tuyển chất lượng cao nhưng lại phù hợp với tất cả mọi định dạng đầu đọc, cho nên mua về là đọc được cả. Cái quan trọng là giá cả bình dân, cứ 350.000 là em free ship code toàn quốc cho anh em. Chứa 32GB dữ liệu trong cái thẻ này. Tức là trong cái thẻ này chứa 32GB nguồn nhạc. Em đang copy cho khách đấy ạ. Rất nhiều nhạc luôn. Đấy. Từ hàng nghìn ghi ở bên ổ cứng bên này. Em chuyển vào để copy cho các bác. Thì cứ có thể đọc dưới dạng thẻ nhớ hoặc đọc dưới dạng USB. Cứ 350.000 là có một bộ 32GB. Em bán là bán dữ liệu 32GB anh em nhé. Anh em hiểu rõ nhé. Cứ 32GB này anh em về cắm dưới dạng thẻ nhớ hoặc cắm dưới dạng USB tùy cái thiết bị đọc của anh em. Đấy, cứ 350.000 cho địa chỉ số điện thoại, em free ship code giao hàng thu tiền tại nhà vô tư. Vì cái đồ này nó nhỏ gọn cho nên em ship code được, không quan trọng. Đấy, quay cho anh em rõ, đang cóp cho bác khách, năm bác khách đi năm nơi thì đang tranh thủ cóp, thì quay clip cho các bác xem luôn. Tốc độ đọc thẻ thì quá nhanh luôn, tốc độ đọc quá nhanh, có 32GB dữ liệu vào mà rất nhanh. Đấy, nguồn nhạc thì rất nhiều anh em nhé. Chủ yếu em có theo yêu cầu của các bác là nhạc vàng, nhạc tuyển tròn, nhạc tét loa, Thúy Hà Bolero, Toàn Nguyễn, Tuấn Anh Singer. Đây em sẽ đọc Diễm Xưa, Trường Vũ, Thanh Tuyền, Ngọc Sơn, Chế Linh, Dương Ngọc Thái, nhạc vàng nghèo, các cái bài nhạc vàng tình khúc, nhạc thất tình, nhạc trữ tình, nhạc bolero, hải ngoại, rồi ngôi sao, nhạc thu âm trước 75, những tình khúc 2000, những tình khúc quốc tế, tiếng hát nam danh ca, tiếng hát nữ danh ca, chia ra hết. Trẻ Việt remake liên khúc bolero, các khúc về Hà Nội, Tuấn Vũ, Trường Vũ, Diễm Xưa, Hồng Trúc, Không Lời, nhạc gia, Quang Lập, Thúy Hà, ôi dồi, nhiều lắm, nói chung là đây đã chia ra rồi. Rồi, quay qua để cho anh em biết, xin cảm ơn anh em nhé. Chỉ 350.000, chọn gọi, thế là xong. Nhạc chất lượng cao, anh em lười là anh em cứ mua sẵn thế này cho nhanh.